Hello cả nhà. Hỏi có con gì vậy ta? Con này con gì vậy Bôn? Con gì? Con lu su bu hả? Qua đâu có nguyên ngày đây đây. Thôi bên kia đi. Qua ta ngồi bên kia, ta túc trực khía bên kia trực hết hồ luôn. Lon. Mấy anh em giờ này sợ có người đang canh bắn trẻ lại. Là vậy. Là sao? Sao? Bị quay lén á vậy, tụi em đang bị quay lén. Nguy hiểm quá. Ghê quá. Kiểu này là chạy đâu cho thoát. Mỗi ngày một video kìa. Đó, đó mỗi chết luôn. Ngồi kính kính lại không là bị gì bây giờ đó. Trời ơi đâu hả? Ở đây luôn hả? Trời ơi. Đã chưa? Buôn sáng nay đã chưa? Được mẹ. Đây. Cái đó là cái gì bé Buôn? À đất sét hả? Trời ơi đã cho ta, cho chú Nhân cục đi. Trời cục gì đã rồi, giống bánh in gì vậy? Thì nó giống cục bánh in nữa xưa. Cái đó ăn được không bé Bôn? Ờ ăn không được hả? Ăn được hả? Cái đó xếp hình. Để chơi thôi, ăn cũng mặc rồi. Chỉ có mấy đứa nít nó biết chơi thôi, chứ thì người lớn là thua. Con rắn đây như bột hết à? À màu. Màu á. Tù luôn mẹ. Đúng rồi. Chắc xét. Chắc xét hả? Người la mà người đó lắp xét. Còn cục ở ngoài kia Bún, còn cục kia, trong bịch kia. Trong bịch nè, trong bịch, ba kìa. Trong cái bịch đó kìa con. Ủa sai. Ồ, trước khi chơi là mình phải mở cái vậy hả? Rồi. Ôi, rồi, nó rớt ra ngoài hết luôn. Cái này là gì? Mai mẹ cho Banh về Mỹ rồi, mẹ cho Banh về lại đây lại được. Khi nào mà chừng nào về? Mai đi rồi, mai về hả con hả? Hôm nay đi Mỹ rồi, mai về lại hả? Là chiên hả con? Nó nói hôm nay mẹ cho Banh hôm nay đi Mỹ rồi, ngày mai về lại được, không đi mua được chơi nữa. Về tuổi thơ. Này chị Lon quay về tuổi thơ nè, chơi đất sét với bé Bun nè. Kem hay kem gì ta? Còn anh tưởng là cát á.
cát để nó rắc rắc rắc. Ờ. Cái này chậu. Hay ghê luôn. Cái này nó dính nha. Này gọi là đất sét gì quần năm? Đất sét rồi. Dẻo mà. Làm, làm. Là xốp á, xốp pha với lại xốp á. Xốp pha với xăng rồi. 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 Xốp pha rồi. Mày biết không là coi như là ông thầy pha nữa. Rồi ngá lên, bố nó ngá tên anh, một thằng anh ta tên anh. Ông nói hôm nay thầy sẽ gọi tên đứa nào tên anh. Chủ má nó không đúng đá đâu, một đứa thì tuyệt vời. Đứa nhìn mây mà nhất là tao, tao sợ nhất là con bà đâu. Sợ nhất mà cứ ổn vô ngá ngá hôm nay thầy sẽ gọi tên tên anh. Sao bắt đầu không thì tao gọi đứa đầu 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 số. Mới sao đồ nó cứ sổ. Ôi nó đứa không đùa tiểu yến á, hôm tao lên mẹ cho rồi. Còn mẹ. Mẹ. Ngon. Đủ đồng sổ đúng ngon rồi. Mẹ. Cứ mãi kêu xong cái mình xong vậy. Không có được có ba được ba rồi. Mẹ ơi, mẹ. Con hồi nhỏ nha mà đi học á. Bắt đầu mà cái ngày như ngày chẳng, ngày lẻ gì đó. Cô giáo hay dạy đặt vậy đó. Bữa nay ngày trà xôi chẳng, xôi trả bài nha. Là thấy ngon rồi, xôi rồi. Mà đúng ngay cái ngày mà không thuộc bài. Thấy hiểu rồi đó. Ừ, chuẩn bị rồi. Rồi bắt đầu ngồi học bài, học khùng học đi. Chưa mất rồi đâm về cái ba bắt học bài ta đánh giật cái mê chứ nó để bố thì sắc không học trong một bài nó dễ tuồng để sao nó học được ba cô bụng em đúng rồi mà đứa xong rồi nó bí cái sợ mày nói con ta nó hỏi tao là ngày xưa hồi xưa nó đi thi hành không đứng được là thấy là con có hạng được lên lớn mới được chứ không mày chỉ biết nó mày lại lớn mà chứ không có hạng thứ vậy tại nó học lỏng có cái mày cái khen này nó mới có như vậy. Con leo lên được lớp mà bất chết rồi đâu mà có biết. Mấy đứa nhỏ em cũng vậy á, nó thôi học lên lớp rồi được rồi. Không nhất thẳng thì không cần đâu, mệt lắm. Tại bây giờ chương trình nó cũng nhiều hơn hồi xưa. Đúng rồi, rất nhiều. Ồ, một lần mà đi mà tới tầng năm nha, mình bắt đầu mình mua tập cho nó là mình thấy rồi đó. Đúng rồi em. Một nồi. Món ơi, bây giờ ngày xưa mình không có một cụ con nít, bây giờ tao về quê nha, tao thấy nha, sáng học. Bây giờ con sẽ bắt đầu ăn trai luôn. Buổi lớp một sáng cái lớp buổi chiều chứ đâu có học sáng đâu ngày. Nhưng bây giờ là của ngày mày. Tại vì học buổi là bắn chú mà. Chú là bắn chú. Dạ đúng rồi. Bây giờ là có một cái học. Lớp 1, lớp 2 là học văn văn chị. Có một cái học văn văn rồi. Dạ. Nè. Đó, slam. Anh đi các bạn lực á. Này nó không dính tay phải không? Không tay. Có. Nó làm bằng xốp á. Cái đất sét hồi trước của mình nó thơm. Này không có mùi. Cái này là xốp em. Bây giờ là trong đất không có mùi. Xốp ơi, đổ nè, dính hết trơn rồi xé bịch đi nó mới hết ra hết chứ. Trời, chị Loan nhớ thì tuổi thơ rồi. Trời đất ơi, không biết chẳng gì đâu mà nhớ. Nhớ gì Loan. Hồi trước thì ông ngoại đi hát thì có ba đồ của mấy cô đồ tặng đó. Gấu bông rồi chơi đồ gấu liền. Chơi xong thời gian cái cũng để nhà được cái ai xin cho à gì đó. Dạ. Cái con còn trả vậy nè, mình nằm lên mình ngủ được luôn. Cái nhà xin nghệ sĩ mà chứ đó mình có cái đó mình có tặng hoa tặng đúng không? Đó là nhiều không? Ngoại đem về chơi con đó. Còn có ba rồi đó, còn có món. Ông được tổng tên, trồng dễ sợ luôn á. Ủa này, anh không? Mấy tổng nét rung cái đó là biết luôn, cái bằng nét rung, mấy rung nổi rồi nó có. Bây giờ ta vô một dạng, vô một sạch, ta sẽ đi hát. Thôi lại một khen nữa mẹ. Ủa là chị biết là thích gà. Dạ. Gà mới là thế thôi. Cho ông vô cái thấy mình mà hé hé mà mình vô cái mình nằm dưới đất mình còn cái chỗ lạnh vô mình đi kiếm mình đi bên này đi bên kia đi kiếm nó hỏi cái hộ thấy mình nằm đó nó nằm ngủ nó biết mình đó gần lắm á con lắm dữ lắm á
ơi, mình ăn cho ngon nó gà cái cục gì? Gà cái nhét hoài vậy thôi được rồi, hai màu thôi. Rồi, người là ở Sài Gòn hả? Dạ, ở dưới gần nhà mới. Nhà mẹ. Rồi, dưới điều hồi xưa là đây 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 có Bình Dương nè. Bình Dương là món này đó. Đây này có Ba Miền, Ba Miền với Hậu Giang là Bình Dương nè chị. Còn Nắng Sưng là dưới Long An. Có Đà Tràng, Hội An, Hội An. Chỗ này ngày xưa em chạy cái xuống dưới Bình Dương không phải. Mà giờ đổi địa chỉ là thành phố rồi. Cái này có dính nè. 4 giờ sáng này đi đến được. Nghe, anh đúng. Ví dụ như em chạy từ dưới Long An chạy lên đây là bao lâu? Bao xa ra? Tính sáng mà đường bánh thì trắng tí. Ờ, như chiên nè. Nắng không? Được. Đó. Anh em cho tao vô. Rõ mấy cái chuyện này đâu. Tao coi tên nước, tao coi đâu. Ví dụ như nhiều món thuốc quay được nhiều người coi là sẽ được có tiền hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, bật cái tiền thì có tiền, mình không bật thì không có tiền. Thì không, như ý là nó các em này nè là có tiền. Là có nhiều người nói số tiền nói thôi. View nhiều. Dạ, đúng rồi, tính view nhiều là một người coi là một view chị. Nhiều người chị coi. Chị thấy có nhiều người luôn, có nhiều người coi. Dạ, nhiều người luôn. Mà có nhiều khi chị nhớ mình thấy có mấy chục mấy trăm mà. Chị nói em ta. Em cảm động mình em mình. Dạ, đúng rồi chị. Bữa nào mà tụi em quay được, bữa nào mà tụi em quay được nhiều view á là bữa đó chị Loan đứng nhảy 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 là được nhiều view. Dạ. Dạ đúng rồi chị. Người ta thấy ồ, có người nhiều là thấy sao? Tài á, nhiều người coi. Chết rồi, tài á, tài. Tại sao thằng kia mấy tỷ lần hả chị? Rồi, vậy đem cái đi nè, đánh tài cái này. Đi đừng lấy hơn cái coi trời. Ghẹo thôi, ghẹo thôi. Mà chỉ có Bill là nhớ chú Tài nhiều nhất thôi. Buồn chỉ nhớ chú Tài thôi. Buồn chỉ nhớ chú Tài thôi. Không, như tốt đó. Có nhiều người dễ thương lắm, cái nào mình cứ mò ra đi, dạ dạ mà sợ luôn gia đình nữa nè, ví dụ như chị muốn cho chứ mẹ chị cứ nói chị cho gì ruột của chị không thích tự chứ mình chứ chị không thấy ai áp đặt mình đó không. Dạ đúng rồi chị. Có những cái vô thấy mình đi chị ơi là con em rồi không có trả sữa cho mình cũng dù tâm về dù mà đẻ con mình trả sữa con mình sao biết không, con em bị bệnh nè. YouTube cũng có nhiều người dễ thương lắm mà cũng có nhiều người rất là phiền luôn, nhưng mà tại vì mình không có. Dạ thôi chị nói tụi em biết rồi, biết người đó rồi. Rất là phiền. Dạ. Sợ luôn, nó tôi chặt luôn nó. Mà né luôn tại vì chúng ta không thích gì làm phiền phải không? Chẳng nghĩ ồ ai mà chẳng có. Có nhiều người chứ nó. Chị Trâm Anh về đây mua YouTube nó thôi. Nói rồi bị mua YouTube. Chẳng qua mình về chỗ quay điện thoại nghe mình ít luôn mấy trăm rồi ở một phê cho nó vui không? Chở về với ai ai. Dạ, tiền về cho tiền. Nó như bộ con nhà con mẹ. Cái trọng mà tôi cũng tin nó chỉ tôi thấy hợp với ai. Mới tao. Cái nhà này. Cái nhà này tôi mà ai được ai chờ. Hôm qua mình về. Mới tới nhà nhà rất là này nè. Anh đó nó chỉ với đâu lắm. Dạ. Mình xuống ngày này nè mình thích. Dạ còn thích anh chị. Còn thích cái mẹ hỏi. Nó hỏi gì vậy á, mà nhân hỏi trong phòng tiện với chị Thạch Lộc đúng không, mình bò mình vô mình mua mũi. Hồi nãy nhớ thấy bé Bôn có tiền trong túi mà ta bún này cũng có 50 nãy nó đưa chị 50 ngàn, nó nói là mẹ Trâm là có thêm tiền cho nó. Trời ơi hùng lại luôn hả, trời nhiễm rồi. Đâu còn ngày hôm nay bữa chiều nay nó thôi là hết rồi. Đi đâu? Còn không? Cái này bây giờ chỉ có một thôi không? Ủa chiều nay mấy giờ chị bay? À,
Đúng chưa? Chưa biết giờ nào cũng bay, giờ nào bay à. Để ta buôn ra buôn đưa mẹ đi phải không? Để ta buôn ra sân bay buôn đưa mẹ đi đúng không? Alo, số mà bố xe ra cho con đi làm, mình con đi, con đi về. Tối sinh nhật Bill rồi, chứ không đi được. Thôi mẹ làm, mẹ nói với mẹ, mẹ làm anh sinh nhật Bill luôn nha. Dạ đi. Mẹ ra mẹ tìm bé cái bay lại thôi, mẹ mẹ mày lại nha, lại cho con nha. Con có muốn mẹ lại không? Dạ. Muốn thì mẹ lại. Dễ mà, mẹ về nhà dễ mà. Dạ thì nó dễ hơn nha. Dễ hơn nha. Dạ thì chú ở yên con đi. Hả? Chú ở yên con cái nè. Chú nói, mày nó đúng tên, chú có tên gì? Đây, đây, đây. Con đúng tên chú đó đi. Chú mở. À, ở trên này đúng không? Ồ, hả được luôn rồi. Rồi, mở được luôn. Này, khu. Ôi, trời ơi, chi tùm tấm vậy. Chú mở nó hồi ra một cái người đó. Ẩn luôn lắm. Rồi, nặng lấy ra đúng rồi. Đây nè, lấy mấy cây này nè, dích nó ra hết trơn à. Yeah.